Xin chào các bạn. Trước mắt các bạn đang là hai chiếc dao dọc giấy đến từ hãng Yato Ba Lan. Bên tay trái của mình là chiếc dao dọc giấy có mã là IT7534. Sản phẩm này hiện Yato Việt Nam đang bán lẻ với giá là 120.000 một chiếc. Còn đây là chiếc dao dọc giấy IT7520 thì có giá là 130.000. Đây là tổng quan ngoài hộp của hai sản phẩm. Bây giờ mình sẽ đi vào từng sản phẩm một. Đây là chiếc 7534. Sản phẩm này thì mình đã bóc hộp được trước rồi. Đây là một chiếc dao có thiết kế dạng cong, với phần lưỡi dao đã được nhà sản xuất kèm theo một miếng đệm như này, bịt đưa lưỡi dao lại để tránh cái độ xước xẻ. Mình muốn thay dao thì mình ấn vào cái nút này, có một cái lẫy ở đây, mình vừa ấn xuống và rút lưỡi dao ra, cũng rất đơn giản. Bắt lại. Phần chui dao thì được thiết kế rất là bóng, nhìn rất đẹp. Mặt bên phần chui thì có gài thêm một chiếc móc để chúng ta gài và là gài lên người hoặc là gài vào túi, rất là tiện. Chiếc dao này được làm bằng vật liệu thép không gỉ và có tráng một lớp sơn tĩnh điện, rất cứng, có độ bền cao. Nó có thể dùng thoải mái trong thời gian dài, không lo bị hỏng. Chiếc dao này thì nhà sản xuất có tặng kèm cho chúng ta một vài cái lưỡi ở bên trong này, thì chúng ta có thể thay thế. Còn đây là chiếc dao IT7520. Chiếc dao này to hơn một chút và tổng thể là có màu bạc. Chỗ phần chuôi này là thiết kế dạng sần và bằng cao su. Chiếc dao này cũng có thiết kế dạng cong, rất dễ cầm nắm. Và đặc biệt thì phần lưỡi này đã được thiết kế ẩn giấu vào trong này. Khi mà mình muốn sử dụng thì chúng ta phải ấn vào cái thanh ở đây và trượt lên. Đó. Trượt lên và chúng ta sử dụng. Chiếc dao này thì không có cái phần gài móc khóa, không có cái móc gài như chiếc dao kia, và cũng tương đối là to hơn. Cái nút màu đen này là khi mà chúng ta muốn thay lưỡi dao thì chúng ta vặn ra. Khi mà chúng ta vặn ra thì chiếc dao nó sẽ mở ra. Đó, mở ra như thế này. Và mình sẽ thay lưỡi dao này. Cái chiếc dao mà sau khi mà tôi đã lắp lại, hai sản phẩm này hiện đang có sẵn tại showroom của Yato Tool Việt Nam, địa chỉ là số 3 cộng 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Các bạn quan tâm sản phẩm nào vui lòng ghé thăm showroom hoặc website yato.vn của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi và hẹn gặp lại trong các video sau. Xin chào.